nha. Đó, ở đây mình thấy có một chiếc xà lan đang đi xuống hả các bạn. Chiếc này chở hàng gì mà đầy bạc cũng ấy nè các bạn, cũng cao ha. Đó, mình nghe tiếng máy, được nghe tiếng máy nè. Xa xa phía bên kia có một chiếc đó nè các bạn. Chiếc này thì là hàng nổi ha, chiếc này nổi. Và phía đây nè các bạn, cho các bạn coi sau lưng mình nè. Chiếc này của Hàm Luông. Đó, Hàm Luông ha. Rồi, bây giờ không biết qua chiếc nào luôn. Không qua chiếc Khẩm nữa đi các bạn ơi. Cái chiếc Hàm Luông nó chạy nhanh dữ lắm. Chiếc máy nó nghe cũng nhỏ nữa. Đây là tổng quan của em nói ha. Nắp hầm lùa lại hết rồi nha các bạn. Nè, nắp hầm lùa lại hết rồi ha. Lùa trước lùa sau ha. Chắc hàng chính giữa. Nước bắt đầu đứng nước rồi nha các bạn. Chuẩn bị nước lớn rồi nha. Trời ơi, chiếc Hàm Luông nó chạy nè các bạn. Thấy chiếc Hàm Luông nó chạy không? Hàm Luông 08 à. Hàm Luông mấy chiếc dầu này chạy nhanh cho lắm các bạn. Tới 2 máy là chạy ghê lắm. Cái mạng nước 3 mét ha, chiếc Hàm Luông này dài cũng 5 mấy mét nha các bạn. Cũng tầm 55 mét đâu lại ha. Chạy nhanh ghê lắm. Chiếc Hàm Luông nó đóng năm 2008 hả? Cái này đóng 2016 nè các bạn. Cái này của An Giang ha, đóng mới năm 2016 nha. Hàng này chắc hàng cồng kềnh ha. Thay nước máy ra. Chiếc này lớn nha các bạn. Chiếc này tầm 50 mấy nhé mét nha các bạn. Tầm cũng tầm khoảng 55 mét tới 57 mét nha. Chiếc này cũng lớn á. Đây chiếc này tới rồi nè. Chiếc đó trên 1000 tấn nha các bạn. Đây nè, tới chiếc này cũng trên 1000 tấn nữa nè. Chiếc này là chắc mấy chiếc này đi giao cát về các bạn ơi. Chiếc này mặn nước 3.8 luôn nha. Nó tầm cái này là trên 1000 tấn hết nha các bạn. Mấy chiếc này cho tầm khoảng một từ giá 1.500 tấn đổ lên các bạn, 2.000 tấn đổ lại ha. Chiếc này lớn. Mấy chiếc này bề dài cũng cỡ 55 mét nha các bạn, cũng bằng chiếc ở trước nha. Bạn thấy guarantee không? Để anh ti tiếng nghe đã quá đã luôn. Cái này dài tầm giá nào cả 55 mét nha các bạn. À, bề ngang thì từ giá cũng là 10 mét rồi ha. Chiếc này bèo gì đi nữa cũng là 1.400 tấn các bạn. Nếu mà bèo gì cũng cả đó ha. Để lớn quá lớn rồi. Rồi. Rồi nhấm ga vượt. Mà chắc không vượt đâu, ngay tới ngay cua rồi. Ngay cua không dám vượt nha các bạn. Ngay cua không dám vượt ẩu được đâu. Nè cua nè. Đó chứ là mới thể là đạp nhóm đầu qua đó. Nó nhóm đầu giống như xe vậy. Nó đạp mới thật là cái mũi đó nó nhóm qua đó. Anh canh tới chút xíu ha, nhóm tới chút xíu là không phải là vượt liền. Tại vì lú tới chút xíu nữa à, nhìn thoáng bên đường sống bên kia thoáng chút xíu là nhìn thấy không có chiếc dưới kia ghi lên là giọt liền. Để ha, để coi vượt đạp cái coi.
không đạp luôn. Rồi lấy đầu vô à, vậy là ở dưới có chiếc lên này. Anh lấy đầu vô nha. Đó, cũng chậm ga, cũng lên ga nhẹ cái ha. Lên ga nhẹ cái nè. Mấy chiếc này dòng động cơ Cummins là trên 500 mã lực là ok rồi. Tại vì mấy chiếc này đi đa số hoạt động chở cát đá ở đây không à, không có đi vùng biên giới ha. Mùa nước nổi về không đi vùng biên giới, không đi lên cam đâu thì không đến nổi. Nước dưới này chảy cũng không đến nổi ha. Rồi chiếc kia qua cua nha các bạn. Rồi ở đây có một chiếc xà lan chở hàng khô xuống các bạn. Thì chiếc này mình nhìn thấy khá đẹp luôn nha các bạn. Và tiếng máy nghe rất là lớn nha. Đó, chủ yếu là mình quay nghe tiếng máy cho các bạn xem chơi. Chiếc này thì phần trước ha, treo 5 cái độn. Phần bên hông thì lộm để lên trên bon hết rồi. Đây các bạn tổng quan nó ha. Chiếc này cũng lớn nha các bạn, chiếc này nằm giá hàng ngàn tấn trở lên nha. Còn khá đẹp luôn nha. Đó, các bạn có nắp hầm nè. Mình phái nắp hầm kiểu này nè các bạn. Chỉnh đẹp ha. Trời ơi, chiếc này nó dài cả 60 mét các bạn ơi. Chiếc này dài 60 mét luôn nha. Đúng ra là chiếc này phải gần 2.000 tấn mới đúng á. Mặn nước 3.6 nè. An Giang luôn ha. Chiếc này 60 mét có luôn nha các bạn. À, quá lớn luôn. Chiếc này là tầm 2.000 tấn nha các bạn. Nó khẩm nó nổi lên các bạn thấy kinh khủng lắm à. Nổi lên nhìn thấy lớn lắm à. Cái sao có trồng cái bụi gì nè. Ớt hả? Nước đứng nước nha các bạn, bắt đầu đứng nước rồi nha. Đang bắt đầu cho bị lớn, đang lớn à. Chạy nhanh ghê quá. Bạn thấy bị ngang không? Bị ngang rất lớn luôn nè. Bị ngang chiếc này từ giá 11-12 mét nha các bạn. Đó, từ giá 11-12 mét nha. Rất lớn luôn. Đi nha. Chạy nhanh ghê không? Ở đây có một chiếc ghe cây. Quay lớn là phải quay xà lan lớn, phải quay ghe cây nhỏ chứ ha. Đâu rồi, anh cún rồi. Gà nó không gió mà nó không gió mà nó há họng luôn nè. Nó há họng cái này chắc chịu đau bụng chứ đâu. Kìa. Mát ha. Không gió. Anh để hai chân lên nữa nè chứ bộ à. Cứ hít vô nên là hồi rớt lấy nước giờ nè. Giọt. Tàu chở dầu chạy tốc độ cao. Bến Tre luôn nha. Đây các bạn, phun nước ha, phun nước để cho cái mặt bon nó mát ha. Đó, phun nước cho mặt bon nó mát nha. Nè, phun nước nè. Đó. Tàu chở dầu nào cũng phun nha các bạn, chứ không phải là riêng tàu nào nha. Chứ là chiếc nào cũng phun hết á. Đâm những chiếc tàu dầu thì chạy rất là nhanh luôn nha.
nhanh xả là mới thì đi chơi tuốt bên kia nè các bạn. Bạn thấy không? Đi rất là nhanh luôn nha. Bên kia có một chiếc đi hàng khô lên nè. Rồi. Cho các bạn nghe động cơ của xà lan chở cát nha. Chiếc này thì tầm trên 1 tấn. Chiếc này tầm trên 1.000 tấn nha các bạn. Chứ nói chiếc này tầm trên 1 tấn chắc xỉu luôn quá. Chiếc này tầm trên 1.000 tấn nha. Bề dài cũng khoảng cỡ 60 mét nha các bạn. Thì chiếc này bề dài 60 mét thì bề ngang chiếc này cũng tầm giá 10 mét 11 mét nha các bạn. Xui ha. Chiếc này đóng mới năm 2009 đó nha. Chiếc này của Long An. Sử dụng một động cơ ha các bạn. Anh em đa số bằng đồng ra quán cà phê ngồi ha, ngồi. Rồi ngắm ngắm xà lan chạy qua quay quay phim qua đăng TikTok rồi chơi. Ồ, tiếng máy nó gần ra lại nè. Khác tới quay tiếp ha các bạn. Tiếng máy gọi này đã không? Ở dưới kia mình thấy có một chiếc đi lên. Đây nè. Chạy tốc độ lên nhanh lên nè. Chiếc này hai cabin luôn ha, chiếc này chiên đi hầm khô. Chiên đi hàng khô. Nói lộn lưỡi hỏi nuốt luôn cái lưỡi chứ đâu. Chiếc này nhỏ các bạn. Mắt anh rô ách rô ha, hai cái góc nhọn đót luôn ha. Đẹp không? Chiếc này của Cần Thơ nha các bạn. Chiếc này mặn nước 2m4 nha. Chiếc này bề dài khoảng 40 mét nha các bạn. Chiếc này tầm khoảng 400 tấn nha. 400 tấn nha các bạn. Chiếc này đóng mới năm 2002 à. Các bạn thấy cái đít không? Cái đít nó vớt, nó tấm lên, nó nhìn thấy nó khác cái mấy mẫu sau này ha. Cái mẫu sau này nó thon ra xuống chút xíu. Chứ nó không có vớt hẳn lên trên như kiểu này. Trồng bông trồng kiển này trên ấy quá trời luôn. Rồi, đợi cho khác tới quay tiếp ha các bạn. Đang chạy đi về lấy hàng ha, đi giao hàng về á. Máy này đã quá.